Chào các bác, đây là chậu phi điệp tím nhà em này. Đây là phi điệp tím Bắc Cạn. Đây bông rất là to, nở hoa rất là thơm. Trong video ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu với các bác những cái chậu kỳ phi điệp. Đây đều là những cái kỳ năm 2 rồi. Và đều là kỳ năm 2 và được sưu tầm ở những cái vùng miền khác nhau. Khá là đây, một chậu thì cũng khá là nhiều kỳ. Cái này các bác mang về có thể sang chậu mới luôn, hoặc là các bác để nguyên treo cũng được và mình chăm cũng được. Tại vì cái chậu này nó cũng hơi bé rồi. Đây em sẽ giới thiệu từng chậu một cho các bác để các bác tham khảo và sưu tầm. Đây chậu này này. Chậu này là 200.000 các bác nhé. Em sẽ báo giá trước là 200.000 và nó có đây cả đây là kỳ năm 2 rồi. Kỳ năm nhất vẫn chưa rụng lá thì em sẽ đếm này, em đếm này có 1 2 này, 3 này. 4 này, 5 này, 6 này, 7. 7 kỳ các bác nhé. Đấy, 7 kỳ. Đây là kỳ năm nhất rồi, vẫn chưa rụng lá. Đây kỳ khá là cao rồi. Đấy, kỳ rất là dài rồi. Chỗ này là 200.000 này. Đấy, giá em đưa ra đều là giá bao ship các bác nhé. Và cái này về các bác chỉ việc treo thôi. Đây, giá thể vẫn cũng khá là ổn. Còn đây là kỳ châu Như. Kỳ giả hạt châu Như đấy. Cái này em bán là 25.000 một kỳ. Chậu này thì em tách kỳ bán rồi. Có bác đặt hay là em đã tách kỳ bán thì là 25.000 một kỳ. Đây kỳ năm 2 thì các bác nhìn. Cây lên tầm khoảng 15 này. Tầm khoảng 15 cm như này rồi. Đây sẽ bê chậu này còn 2, 4, 5 kỳ. Năm 2 là 10, 125. Đấy, các bác lấy cả chậu cũng được. Cái này về thì các bác nhắc ra rồi mình sang chậu mới thôi. Tại vì cái chậu này bé lắm, dễ nhiều lắm rồi. Đây chậu này môi tím này. Phi điệp môi tím. Chậu này là 300.000 các bác nhé. Chậu này rất là nhiều kỳ. Tất cả những cái chậu này đều là hàng kỳ hết. Kỳ năm nhất, kỳ năm 2. Kỳ năm 2 rồi. Đấy chậu này rất là nhiều này. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sơ sơ này đã 10. Chỗ này hơn 10 ngọn các bác nhé. Đấy, hơn 10 kim. Kim rất là đanh và khỏe luôn. Lúc em có xuống vườn của bác lấy những cái chậu này về ấy, thì bác có chia sẻ để muốn thân nù ấy. Muốn thân nù mà cây đanh và khỏe thì chỉ cần tăng lân. Lân kali. Ví dụ như các bác có thể bón 6, 30, 30 này. Thì cây thân nù và cây rất là đanh và khỏe luôn. Nhà môi tím chỗ này là 300.000 các bác nhé. Còn đây là phi điệp Hòa Bình này. Chỗ này phi điệp Hòa Bình này. Đấy, chỗ kia này là phi điệp Hòa Bình. Chỗ này là 250. Đấy rất là nhiều luôn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chắc chỗ này cũng trên 10 ngọn. Đây cậu chỗ này cũng trên 10 kia luôn. Phi điệp Hòa Bình. Đây lá rất là mượt. Chậu này là đây các bác nhìn kim. Nhìn cái thân mẹ ưa lúc ưa ông kim này. Thân rất là to luôn, thân thủ đấy. Chậu này 250. Thế em còn một chậu châu Như này. Chậu châu Như này 400. Đây rất là số kim rất là nhiều luôn. Đây chậu này 400 các bác nhé. Đây là châu Như. Đây chậu phi điệp này cũng 200 này. Ôi chậu này rất là mượt luôn. Đây. Thân mầm con lên rất là đẹp. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chậu này là 200.000. Chậu này em đếm qua thì được có 10 ngọn. Đây 10 mầm mới. Đây chậu này 200. Ngoài ra em còn có một giò kèn. Giò kèn này là 350.000 các bạn. Thân nó hơi đây thân nó khá là bé nhưng mà rất là nhiều ngọn luôn. 1 2 3 4 5 6 7. Đây cái chậu này cũng trên 10 ngọn này. Trên 10 ngọn. 350.000 chậu kèn. Đây là những cái chậu kỳ phi điệp. Đây em còn khá là nhiều chậu nữa nhưng mà em còn quay cho các bác những cái chậu đấy. Đây em sẽ quay qua những cái chậu này này.
Các bác mà muốn sưu tầm, các bác liên hệ với em sẽ báo giá và chụp ảnh Zalo cho các bác xem trước. Đây em còn rất là nhiều chậu. Tất cả đều là hàng kỳ các bạn. Đây là hàng kỳ. Đây là dòng lan thân thòng. Còn dòng lan kiếm. Ở đây là vị hoàng lá sân. Vị hoàng lá sân thì em vẫn bán là 600.000 một thân và mẹ con là 650. Đây, số lượng của em cũng khá là nhiều. Các bác mà muốn sưu tầm để chơi hoa ấy, thì cái dòng lá sân cũng là một cái sự lựa chọn rất là tuyệt vời. Tại vì cái giá cả của nó thì nó rẻ hơn rất là nhiều so với dòng lá láng. Nó chỉ khác nhau về bề mặt lá thôi. Đấy, các bác sờ vào nó hơi rắc tay. Đấy. Còn mặt hoa của nó thì giống nhau các bác nhé. Mặt hoa giống nhau. Đây ví dụ thân này này, thân này 600 này đã có măng ở bên ngoài rồi. Đấy các bác lấy về thì nó lên mầm con rất là nhanh. Đây là vị hoàng lá sân. Đấy dòng lan kiếm. Đấy video của em kết thúc ở đây. Em các bác mà yêu thích muốn sưu tầm thì các bác liên hệ với em nhé. Đấy rất là nhiều luôn. Em cảm ơn tất cả các bác ạ.